Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 250 triệu token Barbie Love Inu các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở làm tắt chatbot các bạn. Rồi bấm vào join góp các bạn. Rồi video đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller, tất cả các trang mạng xã hội nữa các bạn. Mình join gọi hết rồi các bạn. Tiếp tục bạn follow tại Twitter nữa. Trên tại Twitter thì bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nữa. Các bạn vào đây gửi quyết chờ từ bot các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tới quyết tăng dần người bạn nha các bạn. Rồi tới quyết lại, rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn son tiếp kênh channel chiller nữa nè, các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm research. Rồi bạn lướt tiếp chat đi tiếp các bạn. 38. Nãy đang làm cái video tự nhiên bị lỗi rồi mất lặp lại các bạn. 38C. C. 55. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Chụp cho sai bấm reset lại đó. R R G R R G R T I. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ với BNB sang mắt trên bet 20 trên chocolate cho tất cả các bạn nha bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục mình gửi submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter tất cả các bạn nhấp avatar nè, nhấp hồ sơ nè, nhấp bạn cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ check link kết cho bot nè. Rồi sau đó thì withdraw Barbie. Rồi bấm vào mục status. Ok, mình đã nhận được 250 triệu token Barbie Love Inu nữa các bạn. Các bạn gì việc lấy ghép chia sẻ trong bè những cái thằng đức tin tôi cần các bạn. Thì video mình đây đang kết thúc, mình chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.